Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với công nhân lao động tại công ty cổ phần Tây Quang Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2 và gặp gỡ 300 công nhân đại diện người lao động các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại buổi gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành nhiều thời gian trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tâm huyết của công nhân lao động, kiến nghị đề xuất của người lao động, các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế nhằm cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực của công nhân lao động đã hăng say lao động sản xuất, góp phần phát triển doanh nghiệp, địa phương và đất nước. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh đang có 32 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 42 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư. Với 1.510 dự án, trong đó có 1.100 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 21 tỷ USD. Hiện các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thu hút hơn 700.000 lao động.